Xin chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh Bonsai Tiến Sự. Và hôm nay ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, Bonsai Tiến Sự xin gửi lời chúc tới tất cả quý vị, các thầy, các cô, các anh, các chị, các em là những người đã và đang trong ngành giáo dục, giúp cho con em mỗi người được biết cái chữ. Chúc quý vị và các bạn sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công trong công việc. Và đặc biệt là dành một tràng pháo tay cho những thầy giáo đam mê cây cảnh nghệ thuật. Hôm nay tôi có dịp trở lại xã Đông Trà, Tiền Hải, Thái Bình và đến nhà anh Quang lần thứ hai, sau khi cũng được anh tin tưởng và lần thứ hai anh mời tới hỗ trợ anh, và tôi sẽ ghi hình ở đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, và các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Ban Tài Tiến Sự làm video phục vụ quý vị và các bạn. Vâng, một buổi sáng tinh mơ lại có ánh nắng mặt trời. Đây là khế này, sung này, rồi hoa giấy này, ngọc anh, ngọc bút, hoa hồng. Vâng, một nhà thờ trong chi tộc Phạm. Wow. Vâng, khi đến thì anh em cũng bắt đầu làm, tôi thì lấy cảnh một chút. Đây các bạn theo dõi, đây là anh Quang. Chào các bác. Vâng. Quang còn có biệt danh là Quang gì nhỉ? Quang đen. Quang đen à? Cái gì cơ mà đen? Trông vẫn đẹp trai lắm. Bỏ cái quần áo ra kia, bỏ cái quần áo đó rồi. Rồi các bạn đã theo dõi cây xanh này. Anh Quang thì cũng mới lấy nhá. Rất là đam mê, mặc dù là cũng trên đường cây số trên từng km. Không biết là trên đường có liếc cây không biết. Ngày nào không biết ba tỉnh. Ngày nào cũng đi ba tỉnh à? Ngày nào ba tỉnh. À. Anh làm nghề lái xe các bạn nhé. Sung quái. Vâng, bây giờ thì chúng tôi bắt đầu tìm ra những cái điểm cắt. Ra mấy đoạn rồi. Ok, này bây giờ thì chúng ta cắt ra để nhân giống. Được cũng khá nhiều các bạn. Sau đó thì alo. Vâng, xin chào. Anh đang làm cho ông Quang ở Đông Trà. Đúng rồi. Thôi em không có nhà, anh xuống anh xem cái tác phẩm phụ của em tí mà em lại không bận, em không có nhà. À. Điên quá nhỉ. Anh về gần nhà em mà. Dạ, ở chỗ nào, xóm nào? Đây là đồng chí Quang đây. Nào đây. Em là xóm ấy đó, Quang có biết được không? Ai vậy?
Thì thế mà đi đâu mà ngủ nhà? Bao giờ về? Không. Mấy cái linh tinh làm vậy. Thì bây giờ ở đây nếu thằng nào chơi mình thì mình chơi tuột sao vậy thôi nhỉ? Mày làm cái gì tao chả biết, cái đất này thằng nào làm gì phải báo cáo tao. Bao giờ về? Tao đang dựng đi làm gì? Biết. Để tao nào đây? À, vậy thì nhất rồi. Anh thử anh làm đây khoảng 3-4 buổi gì đấy. Có bán không? Thì cứ dân lên xem đi. Ừ, bán thì bảo đấy. Bán thì anh mua luôn. Rồi, rồi. Rồi, ok, rồi. Rồi, rồi, ok, ok. Mày ghét tao mày xóa số hay sao mày chứ? Tôi xích rồi. Tôi xích rồi. Hôm trước có sự có quảng cáo có 5 rượu lúc nào vào đấy vài ngày uống nhân hết mẹ đi. Ừ. Máy phải đi. Lấy cái tay rồi. Xoay đây cho nào. Hey. Xoay đây. Đấy. Sao đứng lên. Xoay mặt kia cho nào. Đấy. Rồi đặt nhẹ ra kia để cho dâm. Một cụ đấy cứ 3 năm sau, à, cứ 1 năm sau là ok. Tiếp tục tôi lại tháo tiếp. Thank you.
cắt dưới cắt đây phải kéo này nhàng này kéo đấy nữa đục cắt thấp cũng được đục đi. Vâng, quyết định cắt cái thân chiều cao đi. Sau đó thì lấy mầm lại các bạn nha. Không được kéo quay lấy cái gì để mà đấy kéo đấy giảm được lên vâng. Khi cắt cưa là sợ nhất là có thép có sắt ở trong. Bán canh đi, đủ tiền ấy rồi, đủ tiền cây rồi. Chủ nhân đang bảo bé thì 800 mà to thì 1,5 triệu, giữ mua canh. Nghe lên nào ạ. Rồi. Cô vệ đấy. Nó phẳng gáy thẳng biết rồi bắt đầu. Đi dầm cầm đấy rồi. Chưa vâng. Hả? Chưa chưa. Đâu rồi? Tao không mặc. Cái bàn này cháu đi. Cái bàn này cháu đi. Thank you.
một cái cành cắt ra các bạn nhá. Chúng tôi sẽ lắp ráp vào nhá. Cái cây nhà tao nó quăng tính nào cái kiểu thì ra thì đẹp. Thở bắt thở chứ đừng chịu. Đấy, hai đứa còn non ngày quá, non nên em dẫn ra nó không dám chơi không. Trong cây phải đóng vào thôi chứ không ít tiền đâu. Không ai mà kia không ít tiền đâu. Mấy lít rồi đấy. Về đi. 11 giờ báo điệu nhá, khỏi nhá. Không phải gọi đấy nhá. Đuôi. Tôi từ từ ăn. Đi đâu? Mày cá về cho quạt cũng vậy khó. Chưa có làm được không? Mười một giờ ra nhá. Có tiền rồi đó, có rõ rồi đó. Để con ấy để cho ruộng nọ đỡ nhờ ruộng kia ấy. Xin lỗi. Đây em nhìn nè, đấy thấy chưa, thành cây chưa? Cả nước cái nó xem nó ăn nói là nó ăn vào. Mẹ nó không. Đây các bạn nhá, đấy chúng tôi lắp ráp thành cây nữa. Đấy. Cành bé 800, cành to 1,5 triệu cứ thế mà xịt. Giống đến nơi rồi. Nếu phòng quang sao ông trà nhá, phòng quang. Nhưng mà hai cành mà ghép lại thì 80 triệu rưỡi là thành 2 triệu 3. Ồ, ghép được. Nhưng à? Mà khi mà ghép thành thì nó lại thành 5 triệu rồi. Ghép thành cây á. Ờ. Chính là các dài giỏi nhỉ. Đấy. Đấy vào rồi. Chưa? Cắt giật. Đi rồi. Ôi, mình cứ để bắt đi cầu máy khác nhau. Tại thì tại vì không cần biết. Tại vì máy à? Cắt máy không? Tao xem. Đi đằng sau này. Đi đằng sau người ta quay này. Cái vết kia sau này liền không anh? Vết đâu? Vết mới chắc anh. Liền. Giờ dâm sau này nuôi nó tốt hóa thì tận dụng cái rễ quái này các bạn nhé. Cái rễ này là cái rễ tràn chậu đúng không? Cái này nó tràn chậu cho nên là cái cây mẹ cái nó bị mất bệ. Nó kém bệ ở cái do cái rễ tràn chậu này. Thì ta lại tận dụng cái rễ tràn chậu này thành cây khác. Được cây nọ thì thôi cái kia. Đấy, thành cây đẹp. Rồi tôi đang ghép thành một cây và tận dụng một cái rễ quái này các bạn nhé. À, thành bệ luôn. À. Bây giờ các bạn lưu ý là khi mà chúng ta dâm vào cát, các bạn không tưới nhá, cát ẩm thôi, cho cái tí kích rễ vào xong bắt đầu là dâm cát, chùm ni lông qua nhé. Các bạn xem video trên
video cách dâm cành sống 100% của bonsai tiến sự các bạn thực hiện là mùa này đảm bảo với các bạn là sống 100%. Rồi trở lại cây mẹ, các con lớn rồi cho đi lấy chồng, xem mẹ xem là có lấy chồng tiếp không nào. Ném ốc đi đúng không? Ném lên. Mẹ cô kia em chỉnh không phải tự hào đâu mà em chỉnh. Khi các bạn thấy bóc cái rễ ra thì nó không tròn cốt nó và nó trường, cái thân của nó trường, cảm thấy nó rộng. Vâng, đây là những cái cành mà chúng tôi cắt ra để nhân niềm vui nhân nhân các bạn nhé. Tiếp tục đây là toàn cốt cũng già đấy. Cho dâm cát các bạn nhé, nhớ là dâm cát thì nó mềm, các bạn cho đất thì nó rỗng, nó không mịn. Rồi, cây này sau này dâm cát là có tiền thật. Rồi, lúc nãy rất là to, xoay mặt đi. Rồi, xoay một vòng nữa đây. Xoay cho các bạn xem, kết thúc một vòng rồi tôi kết thúc video đây. Nữa đi. Hai mặt bây giờ các bạn nó đều nhũn ra. Và sau này khi mà nó phát thôi là từ từ để nguyên cái bản này. Rồi sau này tôi sẽ cái mầm chỗ này tôi sẽ thiết kế các bạn nhé. Để cho nó tách cho cái đầu này tách nó nhỏ ra. Cái cốt này bây giờ chúng ta phải làm kỹ như này. Cốt chơi nguyên cái cốt xịn thôi, không lằng nhằng nữa. Còn đá không? Rồi, các bạn thấy là một trong những cây rất là to cao, bây giờ nó chỉ còn như vậy thôi. Thì đằng nào chúng ta cũng phải chăm sóc, thì sau này đỡ phải cắt đi cắt lại. Tôi xin kết thúc video ở tại nhà anh Quang, xã Đông Trà, Tiền Hải, Thái Bình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn và đặc biệt thầy cô giáo trong ngày 20 tháng 11 hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp. Cảm ơn.